Di Đà yếu dạy nói Ta bà Tức là cõi ủy Mà tự tâm chiêu cảm nên Tự tâm chúng ta chiêu cảm lấy bất thiện Bất thiện đến cực điểm Gọi là xấu xa Tâm không phải thật sự xấu Tâm bị những thứ dơ bẩn Làm ô nhiễm Cổ nhân có một ví dụ Ví dụ tự tâm chúng ta với vàng rồng nhưng hiện nay vàng rồng ở đâu? Vàng rồng rơi vào trong hầm phân Bị hầm phân này bao dây Không thấy được vàng rồng Vàng rồng thật sự bị ô nhiễm ư Không có Quý vị đem nó ra Rửa sạch sẽ Nó vẫn là vàng rồng Ví dụ này rất hay chứng minh ô nhiễm không phải là ô nhiễm thật sự chân tâm không bị nhiễm ô lúc ngài huệ năng khai ngộ nói rất hay đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh đây chính là nói chân tâm của chúng ta là thanh tịnh không hề bị ô nhiễm nhiễm ô là gì là ý ô nhiễm ý thức trong bát thức là nhiễm ô ý thức nhiễm ô ai ý thức nhiễm ô a lại Gia a lại Gia là giọng tâm không phải chân tâm nhưng chúng sanh trong lục đạo Mê mờ chân tâm Nên xưa nay làm việc Đều do A Lại da làm chủ Giọng tâm này làm gì? Vì thế Khiến nhất chân Pháp giới Quả thật báo trang nghiêm Bị méo mòn Biến thành luân hồi lục đạo Chân tướng sự thật này Chúng ta không thể không biết Biết rồi mới ngộ ra rằng Thì ra lục đạo chính là quái thật báo